Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phùng Xuân Nhạ đã làm tổng trọng thua đậm Phạm Minh Chính. Một bộ trưởng để tiêu cực nối tiếp tiêu cực đã bị xã hội lên án mạnh mẽ. Thực tế, trong số các bộ trưởng dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc, không ai gây ra nhiều tai tiếng như ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Vì tai tiếng ấy mà rất nhiều đại biểu trong kỳ họp đại biểu Quốc hội 13 vừa rồi, rất nhiều người đã không thể bầu cho ông Phùng Xuân Nhạ, mặc dù ông Nhạ là người được Trung ương Đảng giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ thứ 13. Lý do mà nhiều đại biểu không bỏ phiếu cho ông Phùng Xuân Nhạ, làm những toan tính của ông Nguyễn Phú Trọng dọn đường cho ông Nhạ bị vỡ vào phút chót là do nhiều người có con em của họ học dưới hệ thống giáo dục thối nát này. Họ đã hết sức bất bình. Tuy có nhiều người đã đưa con em đi du học, nhưng phần lớn là du học ở tuổi phổ thông trung học trở đi, còn độ tuổi non nớt còn đang tiểu học và phổ thông cơ sở thì xem như bị ảnh hưởng của nền giáo dục thối nát ở Việt Nam, mà người chịu trách nhiệm cao nhất chính là ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, trường hợp rất trung ương nhưng vẫn ngồi ghế bộ trưởng. Việc Phùng Xuân Nhạ bị loại xem như ông ta đã bị đại biểu Đại hội 13 xử ép, vì thực tế ai được Trung ương Đảng giới thiệu thì người đó sẽ trúng cử. Tuy nhiên, Phùng Xuân Nhạ là một trong những trường hợp hiếm hoi như vậy. Trước đây, tại đại hội lần thứ 11, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng được Trung ương Đảng đề cử nhưng đại biểu lại đánh rớt bà. Tuy nhiên sau đó, bà Tiến vẫn được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái cho giữ chữ Bộ trưởng Bộ Y tế, bất chấp bà rớt khỏi Trung ương. Được biết, tiếng nói của ông Nguyễn Phú Trọng ảnh hưởng rất lớn đến Trung ương Đảng. Tuy nhiên, ông cố ép Trung ương đưa những người quá tai tiếng vào danh sách ứng cử. Thì ngay trong Đảng cũng có những phản ứng mà trường hợp bà Tiến trước đây và ông Nhạ hôm nay đã chứng minh được điều đó. Và dư luận cho rằng ông Bộ trưởng Giáo dục lúc đó đã kêu cứu tổng trọng. Theo thông tin rò rỉ qua sau ngày đại hội lần thứ 13 là Nguyễn Phú Trọng muốn nhét Phùng Xuân Nhạ vào ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bất chấp ông Nhạ đã rớt ủy viên Trung ương, tương tự như ông Trọng đã nhét ông Trương Hòa Bình ở lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên phút cuối, sau khi cân nhắc, nếu ông Phùng Xuân Nhạ ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà không có ủy viên Trung ương Đảng, trước sau gì ông cũng phải nghỉ giữ nhiệm kỳ như bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Vì thế, ông Nhạ đã xin Nguyễn Phú Trọng bố trí cho ông một ghế ở Ban Bí thư, nơi mà ông Trọng làm vua. Ngồi với chiếc ghế Bộ trưởng mà không ăn ý với Phạm Minh Chính thì trước sau gì ông Nhạ cũng sẽ bị loại. Đó là viễn cảnh mà ông Nhạ ắt phải nhìn ra. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế mà không có chức ủy viên Trung ương được hơn 3 năm thì phải rời chiếc ghế theo chế độ. Tuy nhiên, sau khi rời chiếc ghế Bộ trưởng, bà Tiến được ông Nguyễn Phú Trọng lại bố trí cho chiếc ghế trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Tuy nhiên, ông Phùng Xuân Nhạ đã không được chọn ngồi chiếc ghế Bộ trưởng dưới tay ông Phạm Minh Chính, vì ghế Bộ trưởng mà thiếu chức ủy viên Trung ương thì giảm quyền lực đáng kể. Và e rằng ông Nhạ không chống lại được các làn sóng chỉ trích. Vì thế, ông chọn về nấp dưới trướng ông Nguyễn Phú Trọng càng sớm càng tốt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phùng Xuân Nhạ. Vào ngày 27 tháng 4, báo chí nhà nước đã đồng loạt đưa tin ông Phùng Xuân Nhạ được thuyên chuyển về làm phó ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, ban tuyên giáo hiện nay là nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng đang ưu ái cho những người của phe ông được cơ cấu lên cao. Ở vị trí trưởng ban tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã nắm chắc suất ủy viên Bộ Chính trị ở giữa nhiệm kỳ. Còn chức phó ban tuyên giáo thông thường cũng dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Điều này cũng có nghĩa là ông Phùng Xuân Nhạ rất có thể sẽ được đưa trở lại ủy viên Trung ương Đảng theo dạng bổ sung. Điều này cũng chưa có tuần lệ, tuy nhiên lần này ông Nhạ hoàn toàn có khả năng hy vọng. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại ưu ái dùng Phùng Xuân Nhạ đến như vậy? Ban tuyên giáo là một phần của Ban Bí thư, mà Ban Bí thư là do Nguyễn Phú Trọng nắm. Việc ban hành quyết định điều ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không hề công tâm về công tội rõ ràng. Ông chuộng những ai giỏi nịnh bợ. Nếu một con người mà bị xã hội chỉ trích vì những yếu kém rõ ràng như Phùng Xuân Nhạ mà ông Trọng vẫn dùng, thì điều đó cho thấy Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không trong sạch như người ta vẫn tưởng. Được biết, chức Phó ban tuyên giáo phải được sự đồng ý của Bộ Chính trị, mà hiện nay Bộ Chính trị đã bị Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính chi phối gần hết. Điều đó cho thấy chức Phó ban tuyên giáo của Phùng Xuân Nhạ đã được Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính thương lượng nhau
để có kết quả được như vậy. Bản thân ông Phạm Minh Chính không muốn một ông bộ trưởng đầy tai tiếng về việc làm việc yếu kém và năng lực và mất uy tín chính phủ của ông. Và đồng thời, ông Phạm Minh Chính cũng không muốn trong chính phủ của ông có một thuộc hạ của thế lực khác ngồi vào. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, người đã để lại quá nhiều tai tiếng khi ngồi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Được biết, tại quyết định số 70, Bộ Chính trị đã điều động bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà ông Phùng Xuân Nhạ vừa rời đi là chiếc ghế nóng nhất trong nội các của chính phủ Việt Nam. Nếu ông Nhạ còn làm bộ trưởng thì ông Phạm Minh Chính vạ lây là điều khó tránh khỏi. Xem ra, ở lần ngã giá lần này, ông Phạm Minh Chính đã thắng ông Nguyễn Phú Trọng một nước cờ. Ở Việt Nam, không có gia đình Việt Nam nào là không bị ảnh hưởng hàng ngày của nền giáo dục của Đảng Cộng sản. Mà giáo dục đã và đang bị cuốn vào vòng băng hoại đạo đức, chính trị, văn hóa, xã hội mấy chục năm qua. Ngay cả các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ cũng phải bất bình với những con người như ông Nhạ vì chẳng ai muốn con cái mình bị nhiễm bẩn bởi nền giáo dục này. Nếu giữ Phùng Xuân Nhạ ở lại, Phạm Minh Chính sẽ làm mất lòng ngay cả những đảng viên cấp cao trong Đảng Cộng sản. Điều này hoàn toàn không nên. Và Nguyễn Phú Trọng một đời khôn khéo đã phải thua Phạm Minh Chính một nước cờ là đây. Một người với nhiều phát biểu hớ hình, làm mất lòng dân, gây nhiều đàm tiếu trong dân chúng đã không được tín nhiệm trong cuộc bầu vào ghế Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nay làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, liệu có làm tốt công việc mới của ông hay không? Hầu như không ai thấy rằng ông Nhạ sẽ làm tốt việc này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu mang Phùng Xuân Nhạ nhờ ông đã rất giỏi, định bợ và rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải vạ lây vì những phát biểu và những quyết định thiếu tính khôn khéo của ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục này. Còn nền giáo dục Việt Nam thì chưa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, trong đó công sức không nhỏ của ông Phùng Xuân Nhạ đã làm nó trở nên tồi tệ đến thế. Việc đẩy Phùng Xuân Nhạ sang Ban Bí thư là một nước cờ khôn khéo, làm thủ tướng mà dùng những con người quá tai tiếng như ông Phùng Xuân Nhạ là rất dại dột. Ở khía cạnh này, ông Phạm Minh Chính đã không để chuyện tình cảm xen vào sự nghiệp. Ở điểm này, ông Chính đã khá hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng hôm 27 tháng 4, tạp chí Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn lời trưởng ban ông Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh quyết định của Đảng kiện toàn bổ sung nhân sự ở ban này và cho rằng việc ông Phùng Xuân Nhạ gia nhập ban là một tin vui. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã khôn khéo đẩy Phùng Xuân Nhạ sang Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Thực sự năng lực của ông Nguyễn Phú Trọng Nghĩa thế nào thì chưa biết. Thực lòng mà nói, bất kỳ ai phải tiếp nhận một con người yếu kém như ông Phùng Xuân Nhạ thì không nên vui vẻ làm gì. Những gì ông Phùng Xuân Nhạ đã để lại ở cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục là bài ngửa. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng Nghĩa thì có lẽ về cương vị mới, ông không có quyền chọn người mà chỉ có quyền tiếp cận những con người do Nguyễn Phú Trọng đưa vào. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng đã kéo ông Nguyễn Trọng Nghĩa về làm trưởng ban tuyên giáo thì đó là một ân huệ lớn rồi. Trước sau gì, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng vào Bộ Chính trị. Có lẽ vì thế mà ông Nghĩa không có quyền lựa chọn. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã lỡ kêu mang ông Phùng Xuân Nhạ. Điều cần thiết là không để ông Phùng Xuân Nhạ lên sóng phát biểu quá nhiều. Nếu không, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bị ảnh hưởng lớn đến uy tín của ông bởi những phát ngôn bừa bãi của ông Phùng Xuân Nhạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 với bản tin Phùng Xuân Nhạ làm tổng trọng thua đậm Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.